Nissan Terra được đánh giá là mẫu xe SUV có thiết kế đẹp mắt, không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành và cảm giác lái tốt. Tuy nhiên doanh số bán ra của Terra vẫn ở mức khá khiêm tốn. Một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó chính là phiên bản máy dầu duy nhất Terra S chỉ sở hữu hộp số sàn 6 cấp. Thị hiếu khách hàng thường sẽ chọn những chiếc SUV chạy máy dầu để tiết kiệm chi phí nhiên liệu đồng thời phải sở hữu hộp số tự động để dễ dàng hơn trong việc điều khiển chiếc xe. Trong khi đó, hai phiên bản sở hữu hộp số tự động là Terra E và V chỉ được trang bị động cơ xăng. Các đối thủ khác của Nissan Terra như Ford Everest, Toyota Fortuner, Chevrolet Trailblazer và Isuzu MU-X cũng đều đã sở hữu hộp số tự động trên những phiên bản chạy máy dầu, đây là điều thiệt thòi cho Terra khi cạnh tranh cùng các đối thủ cùng phân khúc. Nissan Terra S hiện đang là phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe Terra tại thị trường Việt Nam với diện mạo đơn giản hơn hai phiên bản cao cấp. La răng được sử dụng trên Terra S là loại hợp kim có kích thước 17 in được sơn màu bạc khác với loại 18 in trên hai phiên bản còn lại. Ngoài ra phiên bản này cũng không hề được trang bị cánh hướng gió phía sau. Phía trong cabin nội thất của Terra S có các đặc điểm, trang bị giống với người anh em bán tả Nissan Navara L như nội thất bọc nỉ, ghế chỉnh cơ hoàn toàn, điều hòa chỉnh tay, vô lăng không bọc da và tích hợp nút chức năng, đồng hồ cơ đơn giản, chìa khóa vặn tay truyền thống, gương không chống chói tự động tuy có hơi thua thiệt về diện mạo hay trang bị so với hai phiên bản cao cấp, động cơ chạy dầu dung tích 2.5 lít của Terra S lại có hiệu năng khỏe hơn với công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm so với công suất 166 mã lực và mô men xoắn cực đại 241 Nm của hai phiên bản chạy xăng. Đi kèm động cơ là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động một cầu. Nissan Terra S có sở hữu những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảm biến lùi và hai túi khí. Tuy nhiên, camera lùi sẽ không được trang bị sẵn nên khách hàng sẽ phải trả thêm phí để lắp thêm. Hiện tại các phiên bản của Nissan Terra trong đó có cả Terra S đều đang có những chương trình trợ giá, thậm chí là giảm 100% phí trước bạ trước khi mua xe cho đến hết tháng 12. Xe cộ